Xin chào toàn thể các bác, thì ngày hôm nay thì bên em lại muốn lên một video để xả hàng thanh lý toàn thể các bác đối với dòng bút Hồng Kông. Đấy, và hiện nay thì ở cửa hàng bên em còn khoảng mỗi loại còn khoảng 5 đôi. Đấy, mỗi loại còn khoảng 5 đôi. Và những dòng bút Hồng Kông City 3301 này thì bên em ngày hôm nay đã xuất đi một đôi cho một bác khách hàng rồi. Đấy, thì sẽ có một video để test hàng và gửi lên kênh để làm kỷ niệm. Đấy, và những dòng đối với dòng bút Hồng Kông Series 3601 này và cũng như là 301 thì hiện tại bên em đang giảm giá xả hàng xuống chỉ còn có từ 1.9 triệu xuống chỉ còn có 1.650 triệu thôi. Mức giá thành rất là mềm. Đấy, mức giá thành từ trước đến nay rồi thì bên em để cái mức giá thành đối với dòng bút Hồng Kông Series 3301 này thì từ trước đến nay rồi rất là mềm rồi. Đấy, nên các bác có thể biết. Và đối với dòng bút Hồng Kông Series 3 đấy và 601 này thì bên em cũng đợt này cũng giảm giá khuyến mãi sáng thanh lý toàn thể các bác đối với mức giá là sốc nhất từ trước nay các bác nhá. Cái mức giá mềm nhất từ trước nay đối với dòng bút Hồng Kông C3601 này mà trên video ngày hôm nay bên em muốn thông báo toàn thể các bác là giảm giá khuyến mãi từ 3.300.000 đồng xuống chỉ còn có 3.100.000 đồng thôi. Đấy, 3.300.000 đồng chưa ship mà bên em giảm xuống cái mức giá là 3.100.000 đồng bao ship code toàn quốc toàn thể các bác đối những cái mức giá thành như vậy. Đấy, và hàng của bên em thì từ trước cái này rồi bên em cho ra rất nhiều video để phân tích và giới thiệu toàn thể các bác, giúp các bác chọn được những dòng sản phẩm chất lượng. Đấy, thì các bác cũng có thể biết rồi, bên em cho ra rất là nhiều và cũng như phân phối rất là nhiều đối với dòng bút Hồng Kông này rồi. Đấy, và có những cái mặt hàng thì nó có những cái mặt hàng rẻ hơn đấy, nhưng mà cái hình thức của nó sẽ không được đẹp như này của bên em. Đấy, và cũng như là cái chất lượng của nó là một, đấy là cái thứ hai, chất lượng của nó nhá là cái quan trọng nhất đối với dòng bút Hồng Kông Series 3 này. Đấy, chất lượng âm thanh và cũng như cái nội thất ruột gan của nó ấy, thì các bác cũng có thể biết rồi. Đấy, từ trước đến nay rồi thì các cụ và các ông bà cũng có câu là tiền nào của đấy rồi. Đấy, nên các bác cũng có thể biết. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên lại một video để sáng thanh lý và để các bác đối với dòng sản phẩm này, và cũng như là sẽ phân tích lại toàn thể các bác là hàng của bên em nó chất lượng như nào. Đấy, và đối với mặt hàng của bên em nhá thì các bác để ý cho em hình thức của những cặp này cũng rất là đẹp. Đấy, từ cái lớp lưới căng, các bác để ý cho em cái lớp lưới căng nó chưa mục lát gì các bác có thể biết rồi. Đấy, lớp lưới căng hai màu, phần trên này là màu này, màu lâu nhạt, màu lâu vàng nhạt, và phần dưới là cái màu lâu xám. Đấy, màu lâu xám. Đấy, và cái chất lượng nhá thì bên em sẽ nhắc lại luôn là cái hình thức của nó này, hình thức của những cặp này cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hình thức rất là đẹp luôn, hình thức phải còn khoảng trên 80 đến trên 90% đối với dòng là sản phẩm này mà lại đang có cái mức giá rất là mềm 3.1 triệu. Đấy, cái mức giá rất là mềm, trước bên em để cái mức giá là 3.3 triệu chưa ship cơ. Đấy, đối với dòng sản phẩm này. Đấy, và với những dòng sản phẩm 601 này thì em thông báo lại và cũng giới thiệu lại toàn thể các bác luôn là chạy 2 bát 20. Đấy, 2 bát 20 và 4 chép. Đấy, 2 bát 20 4 chép cho chất lượng âm thanh rất là chân thực, và phân tần của nó là phân tần bóng kép. Đấy, phân tần bóng dẹp và là phân tần bóng kép, nên các bác hoàn toàn yên tâm với chất lượng âm thanh của những dòng sản phẩm bốt Hồng Kông này mà bên em đang phân phối. Và cái đặc điểm mà rất là quan trọng mà bên em nói rất là nhiều rồi toàn thể các bác này, với những dòng sản phẩm chất lượng của bên em thì tất cả các bác để ý cho em cái phần đặc điểm dễ nhận dạng rất nhất là những dòng sản phẩm dây đồng, tất cả của nó này từ tiếp lối chép và cũng như là kết nối bát của nó đều tất cả là dây đồng lõi 1. Đấy, dây đồng lõi 1 thì các bác có thể biết này. Đấy, tất cả dây đồng lõi 1 các bác nhá. Đấy, ở những dòng sản phẩm kém chất lượng hay những dòng sản phẩm khác thì nó sử dụng những dòng cái dây này là cái dây đồng nhiều lõi, nên các bác sử dụng một thời gian dài thì sẽ hay bị sổ, nó sẽ rất dễ bị sổ ra, nên là sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của những dòng sản phẩm này. Đấy, nên các bác để ý cho em, lưu ý cho em là những đặc điểm này. Và một đặc điểm nữa là tất cả những cái ốc bắt chép này, tất cả những ốc bắt chép các bác để ý cho em, tất cả đều là ốc lục giác các bác nhé. Đấy, bát này các bác nhìn gân này, các bác nhìn gân bát này, gân bát màng này. Đấy, các bác nhìn cho em này, hình thức rất là mới và cái mức giá thì lại rất là mềm. Đấy, và đối với những dòng bút Hồng Kông C3 301 cũng vậy, hình thức cũng rất là đẹp, rất là mới. Đấy, có hai màu không nhá, bên em còn hai màu, màu đen và màu lâu vân gỗ, còn dòng bút 601 thì chỉ có một màu là màu lâu vân gỗ thôi. Đấy, ở đây thì em để cửa hàng hơi bụi bặm một chút. Đấy, nên các bác thông cảm cho em. Về các bác chỉ cần lau sơ qua thôi, cái hình thức của những cặp loa bút 601 này rất là đẹp các bác nhá, hình thức còn khoảng phải trên 90% đấy các bác ạ. Đấy, hiện tại thì bên em còn khoảng 5 đôi. Đấy, 5 đôi 601 và 3 đôi 301 để sáng thanh lý toàn thể các bác luôn với cái mức giá rất là mềm. Đối với dòng sản phẩm 301 thì giảm giá từ 1.9 triệu xuống chỉ còn có 1.650 triệu. Đấy, và dòng bốt 601
Hồng Kông 601 thì giảm giá từ 3,3 triệu xuống 3,1 triệu đối với dòng sản phẩm này. Sáng thanh lý toàn thể bác luôn. Một video để phân tích lại và cũng như sáng thanh lý toàn thể bác đối với cặp cuối cùng này. Đấy, và các bác có quan tâm thì có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại của Yuhua 0366 417 927 để có thể đặt hàng các bác nhé. Đấy, và chia để bác và hẹn các bác những video lần sau.